Cái này cá chẻ mà chị. Ồ, hai chị khiêng con cá bự nha. Chú này mua con cá bự rồi nè các bạn, chú chở xe đi. Con cá bự quay vàng lên chiếc xe nè. Nhiêu này là nhiêu con? Hết giá tiền hả? Dạ. Triệu tư hết á. Bán rồi các bạn. Bán rồi. Chị này mua về bán chợ nào đấy chị? Mua về bán nè. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn thân mến, rất vui gặp lại tất cả. Dạ. Dạ, tên của em là ống kính đó đây. Ống kính đó đây à? Dạ dạ. Dạ em chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa rồi các bạn. Hôm nay là ngày 18 tháng Giêng nha. Một trong những ngày đầu năm của tháng Giêng, em trở lại cái cảng cá Dầm Láng. Và bây giờ là giờ mà tàu ghe vô chuẩn bị vô rồi các bạn. Ở đây đặc biệt là mấy chị em, mấy cô phụ nữ nè, chờ tàu ghe của gia đình vô các bạn. Đây là một cái cảng cá cũ nha. Ở đây chủ yếu là những cái ghe guốc với lại là mực, rồi cá thì cá lộn xộn các bạn. Đôi khi cũng có một vài con cá bự nữa. Ở đây có mấy cái quán nước nha, đông vui lắm. 12 giờ trưa là vui dữ lắm luôn các bạn. Hướng này là khu vực chợ Dầm Láng nè. Hồi lúc sáng sớm em có tới đây thì em có quay cái cảnh chợ Dầm Láng buổi sáng. Còn buổi trưa này là cái cảng cá bắt đầu vô cá nha. Mấy cô ở đây, mấy cái vụ ở đây là mấy cô ở đây bán lẻ nè. Mấy cô ở đây mua lại từ những cái ghe rồi đó người ta bán lẻ. Đó các bạn. Bữa. Đây đây bán đồ ăn hay gì chị? Bán đồ ăn. Dạ, em tưởng đâu mình đem theo ăn trưa. Bán đồ ăn luôn. Dạ.
bán cho mấy ghe đó, mấy cô đó ha. À, mấy người ta đi lâu đi làm nè. Dạ. Ăn, ta đói bụng. Dạ dạ. Quay vô tới cô. Dạ. Quay vô con ra, quay vô con. Dạ. Giờ ghe vô hả cô? Giờ ghe vô kìa mấy bạn. Ồ, cá vô luôn rồi. Đây cũng có mấy cô mấy chị chờ ghe vô nè. Đó. Lát mày quay cho tao lên TikTok nè. Dạ. Bạn cá giờ vô rồi nè. Đó. Tao lại lấy cái ghế. Cùm. Đi xuống dưới hỏi nó đi sườn nó đi chơi thì đi. Cá vô rồi. Qua đây nè. Dạ dạ được rồi bà ơi, để con quay đi. Dạ. Dạ. Đây là bắn mão nha các bạn. Đó. Đây cá nâu nè. Ồ bên kia đổ mực ra kìa. Đó. Quay quay qua con nhỏ này nó có mặt. Dạ. Ồ bên đây đổ mực ra nữa nè. Đó. Quá tươi luôn. Dạ. Quá tươi luôn. Quá ngon luôn. À, đây cái cô lựa mực riêng ra nè. Đó. Lựa mực riêng. Dạ. Con cá này là cá cu. Cái gì con? Cá cu. Cá cu đen á. Cá chim. Không phải, cái chim trắng còn này cá cu. Dạ không đâu, giỡn bà. Cá cu. Dạ. Chừng nào có chim nè, chim cá cu thiệt á hả? Cá cu. Cá cu lộn. Con này cá chim á bự á, này cu. À. Cháu con gọi là cá chim đen. Ừ. Tưởng đâu mấy cô nó giỡn hay vậy? Cá cu thiệt hả? Cá cu thiệt. À, cu thiệt, cu lậu á. Dạ. Đâu có nói chơi trời ơi. Cá ngon. Bữa nay quay, ngay mã nước rồi quay đâu có gì đâu. Có cô cũng có cá mà nè cô. Cá nâu bà. Cá này không có ngon. Dạ. Cá này rẻ. Chứ cá nào mới mắc cơ? À, con cá đó nó có cá xanh xương đó hả? Không, con cá này đẹp. Con cá cu đó. Dạ. Con cá nâu này thì rẻ. Dạ. Ba đây đi ba. Đây, cá nâu nữa nè. Cá nâu là cá bông đen á. Dạ. Cá nâu mấy con guốc nữa. Mấy con guốc lộn vô luôn. Đây con cá gì, cá gì quên rồi ta? Cá nâu, cá chét. Con cá, cá chét hả? Wow, là anh, là anh. Đúng rồi, gì được. Ở đó nhiều cá, nâu. Quẹ ngước lên rồi chị quẹ lên cho nó quay cả. Đây. Đây là hai quẹ nha. Quay là nói chị quẹ đây là hai quẹ nha. Ở đây cái chiếc xe lam người ta sơn lại màu đẹp quá các bạn.
xe này bây giờ là ở ngoài hết lưu động rồi, hết lưu thông rồi, chỉ còn một số cảng mà sử dụng cái xe này các bạn. Xe này là lâu lắm rồi nè. Xe này gọi là xe làm, xe làm Thái. Xe này nó chạy bằng cái máy dầu như thế này các bạn. Quá đông rồi. Đây có mấy con cá, đây có mấy con cá xanh sương nè. Đi mua cá gì vậy? Mua ăn hay mua bán chị? Chị vô mua em quay luôn. Mới này là có nhiêu tiền hả mấy con? 700 ha. Dạ. Mới này là 700 ngàn đó nha các bạn. Đó, một thảo lận cái mà đậu thứ cá. Một vỏ vậy đó. Cá tôm mình có. Cá nâu mình làm khô được không ta? Không, cá nâu là ăn tươi ra hả? Dạ. Khô đâu được xương. Xương ha. Cá đó mà bán lẻ là nhiêu ký cơ, cá nâu không? Tùy theo bự có, bự dạ. 1 chục, 2 chục. Dạ. Ồ, đây cá bự nè, mực nè. Chị đẹp á, chị đẹp vợ anh Dũng Hai đó. Này của chị đẹp nè. Chị đẹp vợ Dũng Hai ở Dịch Lan nè. Dạ. Qua đây quay cho nó rõ các bạn ơi. Con cá xanh xương quá bự luôn nè. Nè, cái này của anh Dũng Hai bắt nè. Anh dạ. Bắt lỡ lên cho chị đẹp nè. Thấy không? Nghe hạt. Dạ, văng nước luôn rồi. Cá xanh xương. Cá xanh xương là chắc cũng đắt tiền lắm ha mấy con. 70 ngàn ký ha. Dạ. Đây cũng có khách du lịch tới đây mua cá ăn nè các bạn. Dạ. Nè, nó quay chị này nè. Dạ. Chị này mua về bán chợ nào đấy chị? Mua về bán nè. Dạ. Ô tôm. Dạ. Tôm ha, tôm tôm thẻ hả con? Tôm thẻ. Dạ. Nhiêu đen.
Giờ mới lên lai gai các bạn, nước chưa có lớn nhiều ha, chút xíu nữa thì ghe vô nhiều lắm. Cá thì mới đổ ra nè. Đây có cá liễu châu. Cá liễu châu tươi luôn. Cá đông lè. Dạ, cá hố lớn. Mực tươi. Dạ. Dạ. Quá ngon luôn. 160 ký ha. Dạ. Mực này là 160.000 ký các bạn. Dạ. 60 ký. 60 không? 60 ha. Dạ. 60 mình mua. Ô, đây đây, cho con gà cái con. Đây, ghe vô đây. Người ta giờ chắc mấy cái thùng mực cá lên cái xe kéo nè các bạn. Rồi để coi mấy cô đổ cá gì ra đây. Cá nâu. Cá. Đó. Ồ có cá khoai luôn nè. Ồ cá này ngon. Có nhiêu cá khoai ạ? Sâu cá này ngon, cá khoai. Ô, con mực nó còn bò luôn kìa. Mối ơi, mối đây đây. Nó con mực nó bò luôn kìa các bạn. Thì là này mới kéo lên luôn. Từ các bạn, bây giờ ở phía bên ngoài đây nè, bên ngoài đây cũng ghe đang vô nè, nước bây giờ thì chưa có lớn lắm nha các bạn, chắc tầm khoảng nửa tiếng nữa thôi thì sẽ nhiều hơn. Đây có chiếc ghe vô nè. Chào mấy cô. Đây ghe vô nè các bạn. Đó. Đây cái ghe này lên guốc nè các bạn. Còn mấy cái thùng ở trên là mực với cá. Rồi đây mấy cô kéo nè.
cái cô kéo gom gom luôn nè, kéo ra chắc mòn cái thùng hết luôn á. Đó. À, bên đây thì cô này đẩy. Trời, quá trời luôn. Đó, giờ cá lên nhiều rồi nè các bạn. Đó. Để lại đây coi mấy cô đổ cá ra nha. À, định lại đằng quay mấy cái tàu mà giờ thấy mấy cô kéo cá thùng cá mực luôn nhiều quá nè. Lại đây quay coi. Xe này chở guốc các bạn. Hôm nay mình đi vậy là cũng chưa đúng con nước các bạn, vừa qua con nước cho nên là mấy cô nói cá hôm nay cũng chưa gọi là nhiều nha. Đây bên đây đổ cá ra nè. Đây cá kèo hả? Cá kèo đỏ. Cá kèo đỏ hả cô? Cá kèo đỏ. Dạ. Cá kèo đỏ với cá màu. Dạ. Cá màu. Đây bên cũng cá ấy luôn. Kiếm mà có con cá nào bự bự không các bạn? Chưa có cá nào bự. Dạ. À, bây giờ mình đi lại tàu nha các bạn. À, đây mấy cái tàu chuẩn bị lên guốc nè. Hello bố cấp, hello đi. Dạ. Mày không? Đây người ta đang lên guốc nè các bạn. Ghe này lên sắp hết guốc rồi. Ủa thùng lên 20 kg không thấy đứa nào vậy? Ôi trời. Mày làm gì nữa mấy thôi. Chỉ tầm chớp mắt mà ghe vô liên tục rất là nhanh luôn đó các bạn. Dạ. Ở đây người ta lên guốc nhiều nè.
hết luôn rồi, ghe này lên hết luôn rồi. Đây có guốc rồi mấy con sâu biển nè. Ồ, mấy con sâu biển nhìn rất là sợ luôn các bạn. Cá nữa. Cái ghe này rút lên mới nè các bạn, chuẩn bị chở lên nhiều ha. Đó. Thì hai người kéo mới nổi các bạn. À, quay YouTube anh. Dạ. Anh đó mấy tháng đó. Dạ anh đẻ anh trai không ảnh tờ để ảnh đẻ đó, anh có 2 ngày rồi đó. Dạ anh đẻ không ảnh trai không anh đẻ chứ đứa con gái. Dạ anh đẻ con trai không à? Dạ. Ta đẹp như mơ trong canh vậy đó. Quốc về gọi là sạch đẹp đó ha mấy con. Dạ. Chứ nó bị như thế nào thì mới gọi là xấu con? Nó là đen thôi. Nó đen ha. Còn nó xấu. Dạ. À. Cái đó là bị cặn hay sao ta? Nó bị thần, nó bị cặn. Dạ. Cái con này ra ngoài mình kéo ra mà sao kìa? Không đái vô ha. Cái viện đái nó xanh xanh đó. Dạ. Đây, guốc bên đây nó hơi đen hơn xíu nè các bạn. Mấy cô lựa ra nè. Cô lựa cá ra nữa nè. Trong guốc nó lỏng cá nhiều cho nên phải lựa cá ra. Cái này vô nè.
Thấy xe người ta vô chở guốc đi. Xe vô cân guốc. Khu vực gần đây có một cái làng người ta phơi những cái con guốc này các bạn, người ta sơ chế chế biến mấy con guốc này. Dạ. Đây cần lên xe. Dạ. Dạ, kênh của con là ông Kính đó đây. Dạ. Dạ. Đây, cô này đang sàng mấy con tôm đã được lựa ra nè các bạn. Ở trong đây vừa guốc mà vừa cá là quá trời luôn, tôm nữa. Đó. Mấy con tôm này, nhỏ này người ta làm mắm tôm đó các bạn. Bây giờ cũng còn nhiều ghe đang chuẩn bị vô nữa các bạn, chứ ghe chưa có vô hết nha, tại vì cũng còn mấy con ngồi ở trong mát để chờ ghe của gia đình vô nữa. Dạ. Nãy giờ chưa thấy con cá nào bự bự các bạn. Những cái đống cá đây là đang chờ để ngã giá đó các bạn. Ở đây người chủ kêu giá rồi xong các bạn hàng người ta sẽ trả giá nha. Phù hợp thì đôi bên sẽ chốt. Mua đi chị, 2 đống đó. 1.500. 2 đống này 1.500 các bạn. Hai đóng này 1.500. Không có mát mà thôi. Nấu. Biết không
Ồ, cá quá ngon rồi. Con tôm bự nữa kìa. Tôm thẻ bự. Tổng cá này 800. Dạ. Dạ. Không qua không mở. Không phải, ổng đi dùng giùm ổng quay cho người chảo ổng nhiều quá. Bóc nội, cái cô đó mà nội bà nội bóc cá đại đi. Bóc cá là sao? Có cá khoai nữa nè. Chị nói bóc cá là sao? Chị nói đồ của mình là đổ ra là lại xin đó biết không? À. Ủa? Xin nó đổ ra chừng là bóc rồi, qua đây là chợ dân hồ chợ búa hả? Ủa cũng có xin nữa hả? Đúng rồi. Xin người nít con vậy hả? Không không. Ở đây có cái này cái gì vậy? Cá dạ cá mặt quỷ dạ. Ồ nó chích vô cái khóc ba ngày luôn hả dạ. Này nó còn sống không chị? Chết rồi. Nhưng mà mình đụng vô vẫn còn nhức phải không? Ừ. Giờ nói nó là 1 tỷ 3. Chị nói cá mặt quỷ này nó gai nó đâm nhiều nhất luôn các bạn. Mấy chị nói ở đây cũng có mấy người lại xin cá nữa. Ô con cá này còn sống luôn. Dạ. Dạ cá sởm. Dạ. Nhước lên nhước mặt lên. Dạ. Đây có con cá rô bự nè các bạn. Cá rô bự. Cá rô bự. Cá này là cá phai. Dạ cá phai nè. Phai nấu lẩu ngon lắm. Cá phai là nó không có xương các bạn, mình nấu lẩu với xương nó trong veo luôn à. Ô con cá bự nè. Ô. Ô có con cá bự. Cái này cá chẽm mà chị. Ồ hai chị khiêng con cá bự nè. Dạ quay YouTube. Cá quá bự luôn. Cá này mấy ký rồi chị? 14 ký mấy hả? Dạ. Ồ, con cá này gần 15 ký nè các bạn. Cái này gọi là cá chẽm hả cô? Đúng rồi, cá dừa. Cá chẽm. Cá dừa. Cá chẽm hay cá dừa không đó? Cá dừa. Cá dừa khác hả? Ờ, cái này cá dừa chứ không phải cá chẽm. Vậy hả? Cá này có nhiêu ký ta? Cá bán đó nha. Cái này là 200 mấy ký. Dạ. 120 ký. 1 ký. Cá này gần 15 ký. Gần 15 ký chị. Gần 15 ký. Cá nó bự nè các bạn. Đó mình coi cái bàn tay mình nè. Đó, nút vô cái tay luôn ha. Quá bự luôn.
rồi. Đây cá mới nữa này các bạn. Nghe nè anh, có bản nhiêu? Đây có con cá ngát biển nè. À, cứ ngát. Ngát là gì? Ngát gì con? Ngát cá quát. Dạ. Con có đây con cá này là 1.924.000. Cá này gần 15 kg nha các bạn, mình quay lại cho các bạn nha. 1.924.000. Cá này mới lên. Đây mới thấy con cá bự đã mất nữa. Dạ. Bên đây cũng cá ngon không nè các bạn. Bên đây có con cá rô bự nè. Cá rô biển. Cá rô này là cá rô sống ở vùng biển luôn nha các bạn. Còn cá rô biển nước ngọt là khác nữa. Hai cái nhiêu? Chú lên vừa đẹp. Chú này mua con cá bự rồi nè các bạn, chú chở xe đi. Cá bự phải gàn lên chiếc xe nè. Cá đó 15 kg chú. 14.8 kg. Để chú mua luôn à chú. Mua về ăn hay là quán chú? Ăn gì? Cá bự. À, con cá đó là gần 2 triệu nha các bạn. Bên đây là gian hàng mực nè. Vậy bao quay bà ta bà kiếm cái thùng chứa chân đi cho bà 50.000. Vậy cái thùng chứa chân á bà khỏe muốn qua quay bà sao tôi bây giờ muốn tiêu rồi con Minh đó tại á. Đây cũng có con cá bự nữa nè, cá này nhỏ hơn cá nãy xíu. Cá bự, cái này cá chẽm luôn hả chị? Ôi, cá dược. Cá dược hả? Cá à, vậy cũng một loại thôi.
do nó nhỏ thì gọi là cá chẽm nha các bạn, còn lớn thì gọi là cá dừa. Dạ dạ. Con này chắc cỡ 5 kg á. Dạ. Dạ. Ồ. Đây cá mực nữa các bạn. Đây mấy cái thau mực nè các bạn. Mực lớn có, mực nhỏ có ha. Đó. Bên đây là mấy con mực bầu. Bên đây là mực ống nhỏ nè. Đây, đóng cá này bán rồi. Nó chưa không đủ ai vậy. Con ta mua rồi. Là nhiêu này là nhiêu con? Hết giá tiền hả? Dạ. Triệu tư hết. Triệu tư hết á, bán rồi đó các bạn. Bán rồi. Có cá ngát nè, cá hầm ếch nè. Dạ. Cá rô nè. Cá rô. Nè, cá rô. Dạ, cá rô biển á. Rô biển. Cá cẩm. Cá này cá hầm ếch. Cá mọc ếch. Cá mọc ếch. Cá ngát. Dạ. Cá đồ đồ. Cá ngát này sao cái mình nó nhỏ quá vậy con? Nó có chữa. Có chữa là mình nó ốm hả? Dạ. Nó ốm mình ha. Nó ốm mình, không có chữa thì nó đều. Để chữa là nó được trứng hay ráo rồi. Dạ. Ôi dạ, em cháy mạng rồi, anh chứ kêu ngoài. Cái này ông kính miền Tây, không phải miền Tây. Con ông kính đó đây cô ơi. Ông kính dạ. Ở đây đúng rồi. Ông kính ở đây rồi, ông nói nhớ quen quen mà. Dạ. Tại vì cô mở cái clip đó cô hoài. Ai, mình không có bầu ông mình có bầu mà kính đó đây. Con ông kính đó đây chú. Kính đó đây. Dạ. Còn cái thằng kia thì có nhà tôi thích coi YouTube này không à. Dạ. Có người kia người kia. Bây giờ biết miền Tây. Giờ sắp tan nữa hả cô? Sắp tan rồi. Nhanh quá. Tại thất á. À, hôm nay vậy là ít cá hả? Ít đồ. Dạ. Hốt bớt rồi ngày hôm qua dẹp bớt rồi. Đây do cuối con nước hả cô? À, cuối nước em ơi. Dạ. Quay giờ bà này lên mạng nghe cho bà bán nắng cây con. Đầu con nước là ngày nào chú? Con xuống à. Con xuống 27, 28 á. Dạ con xuống mấy bữa 30 đồ á, 30 dạ. Mộng quay xa rằm 16 á, mấy bữa đó vô đông dữ lắm. À dạ. Cảm ơn chú. Đây cũng có con cá bự nữa nè các bạn. À, đây cũng có con cá bự. Đọc cho em mấy số đi chị. Số của tôi á, cộng được số 50 cộng. Đây bán mực nhiều lắm nha các bạn. Ủa, hai số cộng. Hồi nãy giờ ông có không?
Rồi đổ ra đi, đổ ra kêu bà vào lại. Thầy vô mực gì? Thầy vô mực gì vậy chị? Gái nhung. Gái nhung. Gái nhung nha. Ờ, ca sĩ Hồng Nhung hả? Bả đâu rồi mà bả đâu? Hai loại gì thắm chung cho bả với ống cho bả đi. Vào cái đây nè, có chuyện chồng có không? Chồng có ống không? Gom ống đi tua ra đây bán luôn đi. Chưa bả lại. Đây mà cá gì cũng có phải không chị? Đủ thứ. Dạ. Em quay đó hả? Dạ. Nè quay nè, cá này nè, cá đủ thứ nè. Nãy giờ em quay nhiều rồi. Đó. Chị, nhưng mà cái này là bao nhiêu ký vậy? Bên này à? Dạ. Bên này 60. Mình bán lẻ cho người ta ăn luôn hả? À, 60. Dạ, 60 ngàn nha các bạn. Còn cái này gọi là mực ống hả? Cái này à? Dạ. Cái này à, tua ống rồi. Tua ống. Rồi. Dạ. Thì tua là bao nhiêu và ống là bao nhiêu chị? Cái tua này là 130. 130, dạ. Vào! Đó, cô chú mình... mua mực ăn ấy, thì liên hệ nha, em sẽ để số điện thoại của chị ở trên đây luôn. Đậu hai cá với tôm mình vô bỏng cho nó ba nữa bán đi qua. À, bây giờ cái khu vực cảng cá là cũng tan rồi đó các bạn. Ở đây thì mấy cô sau khi mà mua cá sỉ á, thì mang ra đây bán lẻ nè. Đó, em qua đây quay cho các bạn xem nha. Nên chị mang ra đây bán lựa về bán lẻ, đi những cái khu chợ gần gần trong khu vực Gò Công á các bạn, bán lẻ chợ chiều ha. Này về mình bán lẻ ở những cái khu chợ khác hả anh chị? Dạ. Mang Vĩnh Long cái bè bán luôn hả? Ồ quá xa luôn. Đi xa lắm luôn. Dạ. Nếu các bạn anh chị này mang đi ở tận cái bè với Vĩnh Long bán luôn á. Nội đây từ đây mà sang Vĩnh Long là hơn 100 cây số rồi. Đúng rồi. Chung là đi về khoảng 100 ngàn một trăm. Dạ. Nhà mình ở Vĩnh Long luôn hả anh? Dạ. Cái bè giáp Vĩnh Long luôn. Ở đây mấy cô cũng lựa ra bán lẻ nè. Dạ, đi chị dạ. Đây, đây là cô Huệ nha. Bữa quay cô Huệ quá trời mà cô Huệ nói không quay cô Huệ. Dạ. 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 Dạ rồi, dạ rồi. Nè, con này là con mực của cô Huệ. Dạ. Mực này gọi là mực bầu. Con cá này là con cá sẵn. Dạ. Dạ nãy quay cá bự nhiều lắm rồi. Nè nè, cá này làm cá rô biển. Dạ nãy quay cá bự nhiều lắm rồi. Mình nấu canh chua, nấu lẩu. Dạ, chua nấu lẩu hả? À, nấu lẩu, nấu canh chua. Dạ. Cá rô biển này là nhiêu ký hả chị? Rẻ, 60 ngàn ký. 60 ha, cũng rẻ. Dạ. Cá rô biển 60 ngàn. Ở đây cá gì là ngon nhất và mắc nhất chị? Cá sẩm. Cá sẩm ha. Cá sẩm em thấy rồi. Cá sẩm như vậy đó. Dạ. Cá loại nào đó. Tôi không biết. Mắc lắm hả? Dạ. Nhỏ đây bán lẻ luôn hả mấy cô? À ở đây mình bán lẻ luôn chứ không bán. Dạ. Cá này nó có bầu hay sao hả cô? Cá này có chữa. Cá có hố đầm, có hố đầm hơi có trứng. Dạ. Có trứng hả? Cá gì cá thò. Dạ.
lần đầu tiên em thấy con cá hố có trứng nè. Lâu rồi. Em với cá lại á. À, cá lại. Dạ. Nơi bị bút. Dạ. À, cá là cá sẵn, cá này có 50 ngàn ký mà. Dạ. Dạ. Cái trứng cá này ăn ngon không cô? Dạ. Hai con này cần cá ăn không? Đấy, đấy, 150 thôi đó, hai con này nè. Dạ, tại em không có về nhà. À. Thấy về nhà là mua nhiều về ăn rồi. Thấy cá ngon quá. Em cảm ơn nha. Dạ, bên đây nè các bạn. Bên đây mấy cô cũng ngồi bán lẻ dài dài ra chợ luôn. Bây giờ mình ra chợ Dầm Láng là mấy cô ra đó bán lẻ. Dạ, mực ngon nữa nè các bạn. Lấy cái đậu chân hốt vô đi anh. Mực này chị mới đem lên nữa nè. Quá trời ngon. Mực ống với mực tua. Quá ngon. Như là tỷ và lẻ hai nhiều đấy, nhiều đấy. Dạ, chào chú. Đây là chú Dũng chở xe ba bánh nha, chở guốc nha các bạn. Đó, chở chị lại con. Dạ, chào chú. Một cuốc vậy là bao nhiêu cô? Một giỏ vậy là 8 ngàn đồng. Được 6 giỏ là 6 lần 8 4 4 8. À, chở đi đâu mà chở có 6 ngàn? Đi ra qua cánh buồm á, cánh buồm Quỳ Đại Ma. À, cái chỗ mà người ta phơi guốc á hả? À, người ta lúc mùa á, cánh buồm á, chỗ Quỳ Đại Ma. Cái đường đi ngang, đường đi lại chỗ cảng mới phải không? À, đúng rồi, dạ, dạ. Đúng rồi, sai vậy đó. Mà tính giỏ, giỏ có 8 ngàn 8 ngàn đồng giỏ, 6 giỏ được 48 ngàn. Dạ. Xăng là mình chịu luôn. Dạ, thì đây cũng ghé quá ha. Đây là chị Lo chuyên mua cá. Dạ. Chị Ba Hồng chuyên mua rúa, dạ. Rúa cải, rúa luộc. Đây là chị là quay lâu, đây là chị Trinh. Đây là chị Trinh chuyên mua rúa. Dạ. Quan tâm ở cánh buồm là chồng tôi chở cho chị đó. Dạ, ở đây chị nào cũng giàu chứ hả? Ờ, chị này chị gửi ngân hàng mấy tỷ mà chị đi mua vậy đó. Dạ. Còn đây là chị Tư Quyên, cô Tư Quyên. Dạ. Tại vì cô là con của ngân hàng Nha Văn Thế. Dạ. Ở đây mấy cô vui quá. Đây là chị Thu chuyên bán nước. Dạ. Năm Mậu Quan, U Long. Dạ. Có trà đường không cô? Cái gì cũng có, cà phê sữa. Không có trà đường hả? Dạ. Có trà đường không cô? Có trà đường luôn. Ở đây cô bán nước ngọt không à? Không có trà đường. Có mà trà đường có không? Hết rồi. Sao? Cái có trà đường hai đấy nha. Dạ. Cái này sẽ qua đây này, con 6, con 6 V. Dạ. Cô mua guốc hả cô? Dạ. Má ơi. Mai mốt thì có gì nè. Có đúng cầu đừng có gì trời. Đây đó, chủ trì ngồi đây. Dạ. Dạ, của con ông kính đó đây. Của con ông kính đó đây cô. Ông kính đó đây. Dạ. Ông kính đó đây là của mình đó. Bây giờ mình chở gì nữa mấy cô? Chở ghe vô. Ủa, ghe vô xong rồi mà. Còn chiều còn lâu lắm. Chiều còn lâu mà còn vô đây chiếc tháng sau đi. Dạ. Nghĩa giờ cũng còn vô lấy gai hả cô? Bán từ gì 15 tháng 2 này là xuống cầu dời đi trước đó. Còn đấy mong mới chạy chưa biết. Dời đi đâu cô? Dời qua cảng mới. Chứ không có vô đây nữa hả? Không, không cho vô đây nữa, qua cảng mới làm bệnh. Dạ. Là 15 tháng 2 là 15 tháng 2 nè. Dạ chưa. Các bạn sau một hồi khoảng một tiếng nhộn nhịp ở khu cảng cá Dầm Láng của huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang các bạn, thì bây giờ cũng trở nên yên ắng rồi. Hiện tại là bây giờ nước cũng vô cái cảng sông cầu này khá là đầy rồi đó các bạn. Một số ghe thì vẫn còn vô lai gai ha, chứ không có nhiều nhộn nhịp như lúc nãy nữa, bây giờ còn lai gai. Và buổi chiều khoảng tầm 5-6 giờ thì cũng còn một tốp ghe vô nữa các bạn, giống như thế này luôn. Tại vì một ngày vô khoảng từ 2 đến 3 chuyến đó các bạn. Bây giờ là cũng hơn 1 giờ trưa rồi. Đúng là 1 giờ rưỡi rồi các bạn. Đây là cái ghe gặp ghẹ nè. Đây là cái ghe đặt cửa ngục. Ghe này mình đặt cửa ngục ha anh? Đúng rồi. Dạ.
Này mình lên cá chưa hay là lên rồi hả? Đó, phía ngoài xa cũng còn ghe người ta vô lay gai nè các bạn. Đây là chủ yếu còn một số cá cặn nhỏ thôi các bạn, cá phèn, cá khoai. Dạ. Không hỏi làm gì. Con đi quay phim chơi. Cái ghe này vừa xuống đá nè. Đây là cái cảng cũ nha các bạn. Cảng mới thì bên đó người ta không có cho quay phim. Không biết lý do như thế nào mà bên đó không có quay phim được. Em đi rất là nhiều những cảng cá từ Vũng Tàu cho đến Bình Thuận rồi. Thì người ta rất là thoải mái để mình quay phim quảng bá hình ảnh bến cảng cá. Một trong những cách để mà tiếp cận cảng cá đến tất cả mọi người và thu hút khách du lịch nữa các bạn. Nhưng mà không biết vì sao ở đây cảng cá mới thành lập thì quay phim không được nha các bạn. Ngày xưa thì khu vực Dầm Láng này cũng không có quay phim được nữa. Sau này cảng cá mới á, người ta di dời qua bản á, thì ở đây cũng còn một số ghe thì ở đây người ta mới thoải mái cho mình quay phim. Cô chú anh chị các bạn thân mến, em xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi video cảm cá Dàm Láng của em ngày hôm nay nha. Các bạn yêu quý kênh, vui lòng cho em một like, bình luận và đăng ký kênh để làm động lực em chia sẻ nhiều video hơn nữa cho các bạn xem. Xin chào và hẹn gặp lại.